xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe à, vâng kính thưa quý vị hôm nay mình lướt qua mạng xã hội thì thấy có một bài viết làm cho mình rất nhiều cảm xúc nói về tình mẫu tử tình phụ tử à, chúng ta biết rằng à, cha mẹ sinh mình ra 9 tháng cưu mang 3 năm ẩm bồng thì đối với một người con chúng ta phải biết ơn cha mẹ công trai như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước chống nguồn chảy ra, đó là cái việc uh, hiển nhiên rồi. Và những người con hiếu thảo thì luôn luôn lúc nào cũng muốn tự mình chăm sóc cho cha mẹ khi mà cha mẹ tuổi già sức yếu. Um, tại vì uh, nếu mà mình uh, trả tiền cho ai đó hay là mình giao ai đó để chăm sóc cho cha mẹ của mình mà người đó không phải là anh em ruột của mình thì uh, chưa chắc gì họ đã chăm sóc kỹ lưỡng đàng hoàng và có đôi khi họ bạo hành cha mẹ của mình tại vì khi mà những người lớn tuổi rồi họ trí nhớ họ mất đi chân à họ giống như là một đứa trẻ dễ giận dễ hờn, dễ quạo dễ cáo rồi nhiều cái chứng bệnh khác nữa đau thấp khớp nè rồi nhiều chứng bệnh làm cho họ nó nghĩ quẩn đi á rồi họ, họ, họ có những cái hành động nó không được bình thường rồi những người mà chăm sóc cho họ bạo quạ rồi có những uh, cái tác động vật lý cho nên mình không có an tâm um, nhưng mà ở đây thì mình cũng uh, muốn chia sẻ với các bạn uh, tại sao nhiều người mỹ họ đưa cha mẹ của họ vào viện dưỡng lão ở um, mình uh, nghĩ rằng khi cha mẹ mình đã nuôi mình ăn học thành tài nên người mà khi cha mẹ tuổi già sức yếu mình không chăm sóc, không chăm nom mà mình đem cha mẹ mình vào vì những lão là, là một đứa con bất hiếu. Nhưng đối với người Mỹ thì họ không nghĩ như vậy. Tại vì như thế này, chúng ta ai nấy đều đi làm, con cháu cũng đi làm nữa. À, hoặc là đi học, đứa mà học hành xong rồi thì nó đi làm, đâu ai ở nhà chăm sóc cho bố mẹ đâu. Ừ. còn ở trong cái viện dưỡng lão thì có y tá nè và có nhân viên phục vụ ở đó họ bà họ coi chừng 24 trên 24 cho nên um, những khi mà cha mẹ té hoặc là cha mẹ um, um, không thể làm được những cái 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 bình thường á, như tắm sữa, giặt vũ này kia nọ thì đã có người ở trong đó họ làm hết tất cả uh, những gì mà chúng ta yêu cầu họ làm Um, cái quan trọng nhất là khi mà cha mẹ mình uh, uh, té hoặc là không ai chăm sóc á, thì đã có người ở trong đó. Người ta um, người, có nghĩa là người ta coi 24 24 trực tiếp. Uh, còn hơn là mình để cha mẹ ở nhà mà lỡ mà cha mẹ té hay cha mẹ bất tỉnh nhân sự hay bị đột quỵ không ai chăm sóc là um, rất dễ qua đời. Đó cái ý nghĩa uh, ý nghĩa của uh, người Mỹ là như vậy. Nhưng mà tôi đọc cái bài này thì à, tôi thấy à, nó có một chút gì đó sao động trong lòng của mình, cho nên muốn chia sẻ đến với lại tất cả các bạn. Nhớ lại dạo tôi chuẩn bị gửi mẹ tôi vào viện dưỡng lão, mẹ tôi mắc chứng Đảng trí từ nhiều năm rồi, để bà ở nhà có thể ảnh hưởng đến an toàn của bà và cả nhà vì đã có lần bà đã xuống bếp ga rồi quên đi không đóng mẹ tôi thường ngồi một mình trong phòng khách ôm chiếc hộp sắt và lẩm bẩm điều gì đó một mình nhìn thấy tôi hoặc là con dâu bà chỉ khẽ cười đôi khi tôi hỏi mẹ đang nói gì vậy thì bà trả lời mẹ có nói gì đâu vợ tôi thường phàn nàn em sợ cái cảnh này quá thậm chí có những đêm vợ tôi thức dậy đi vệ sinh bất chợt nhìn thấy một cái bóng đen đen lù lù trong phòng khách thì sợ đến nỗi hồn bay phất lạc mai đúng lúc đó tôi cũng tỉnh dậy ra bật điện thấy mẹ đang ngồi đó không nói năng gì tôi hỏi mẹ ơi sao mẹ lại ngồi đây thế bà đứng dậy lắc đầu đến bản thân bà cũng không biết vì sao lại ngồi ở nơi đây quay về phòng vợ tôi vẫn thao thức cô giận dỗi ngày nào cũng như thế này thì làm sao mà sống nổi đây nói xong cô đề nghị hay là chúng ta gửi mẹ vào viện dưỡng lão đi trong đó có nhiều người già mẹ cũng có thêm bạn còn vợ chồng mình một tuần vào thăm mẹ một lần như vậy không thể coi là bất hiếu các bạn biết không nhiều người ở sống xa quê như ở mỹ pháp anh đức gì đó rồi bảo lãnh mẹ của mình bảo lãnh cha của mình qua bên đây thí dụ mà còn cha còn mẹ luôn thì không nói gì khi mà bảo lãnh mà chỉ còn có một người thôi đó nhiều lúc trời mưa vậy nè thấy các cụ nhìn ra song sắt rồi ánh mắt mơ hồ như là nhớ về quê hương nhớ về quê ngoại gì đó rồi nhiều khi muốn quay về Việt Nam hay muốn trở về với tình làng nghĩa sớm nhưng sợ mình, sợ con cái lo lắng mình ở Việt Nam không còn ai hoặc là sợ con cái phải tốn kém mua vé máy bay về cho nên các cụ thường ngồi lặng yên mà hỏi tới thì các cụ cứ nói là không có gì đâu mẹ có buồn không 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 sao đâu mẹ muốn về Việt Nam không không mẹ ở đây được rồi mẹ cũng ok mẹ vui nhưng mà thật ra trong lòng các cụ không có vui như là mình nghĩ đâu và bây giờ chúng ta tiếp tục theo cái câu chuyện này các bạn nhé tôi suy nghĩ mãi vẫn phải lắc đầu thở dài quyết định thế nào cũng không xong từ nhỏ tôi đã một cô cha chỉ có mẹ tôi một mình tần tảo nuôi tôi nên người tôi nhớ khi ấy có rất nhiều người đến mai mối khuyên mẹ nên đi thêm một bước nữa và đó là điều là những người đàn ông tương xứng với mẹ tôi, nhưng mẹ tôi nhất quyết cự tuyệt. Mẹ tôi sợ rằng lấy người khác rồi thì tôi sẽ chịu nhiều ẩm ức. Mẹ tôi hàng ngày bán rau, kiếm cơm nuôi tôi, một đời ngậm đắng nuốt cay, chặn đường vô vàng gian nan và khó bước. Rồi mẹ cũng nuôi tôi đến đại học, dạy tôi thành trang nam tử cho tôi kỹ năng phấn đấu trong sự nghiệp. Đến nay mẹ tôi vẫn chưa được hưởng thụ ngày vui nào trọn vẹn. Bởi vậy người ta có một câu nói là trái khổ qua đấy các bạn, nó đắng lắm phải không? Khổ qua chỉ đắng một phần đời mẹ hơn cả trăm phần khổ qua. Đó là một cái câu thơ lục bát mà tôi đã có một lần sáng tác ra. Vậy mà chẳng lẽ tôi dẫn tâm đưa mẹ vào viện dưỡng lão hay sao vợ tôi thấy chồng tôi vợ tôi thấy chồng nói vậy thì cũng thôi không nói gì nữa nhưng trong tâm thì không có hài lòng thường quay mặt tránh xa và không muốn nhìn tôi hôm sau khi nấu ăn ba lại để xảy ra chuyện cơm đã chín nhưng bà lại ấn nút nấu thêm một lần nữa kết quả là cả nồi cơm cháy đen thui Vợ tôi vừa nhìn nồi cơm vừa trách mẹ. Sao mẹ lại ấn nút hai lần lần? Bà nín nhịn hồi lâu, cuối cùng nói một câu. À, mẹ quên. Lần khác mẹ từ sau ngoài, khi về thì vào nhầm nhà. Mai mà người ta đưa về. Sự việc này xảy ra sau nhiều lần, trong tâm tôi cũng bắt đầu dao động. Tôi nghĩ, hay cứ để mẹ vào viện dưỡng lão xem sao, có khi sẽ tốt hơn cho mẹ. Trong đó, có nhiều người già nè, mẹ sẽ không còn cô đơn. Hôm đó, nhân lúc tâm trạng mẹ vui vẻ, tôi bèn nói ngay ra cái suy nghĩ trong lòng của mình. Mẹ tôi ngồi lặng thinh, không nói một lời nào. Vợ anh ngồi kế bên, được thể thì chim vào thêm. Mẹ ơi, mẹ đến đó rồi nếu thật sự không quen thì chúng con lại đón mẹ về nhà mà không sao đâu bà thở dài gật đầu tối đó bà thu dọn đồ đạc được chuẩn bị cũng rất là đơn giản bà còn mang theo chiếc hộp sắt trên đó có một chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ mẹ tôi ôm chặt nó vào lòng như là một của quý vợ tôi nói mẹ để nó ở nhà đi bà đáp trả không mẹ phải mang nó theo từ khi mắc bệnh thì cái gì mẹ tôi cũng quên chỉ có cái chiếc hộp sắt là không bao giờ bà quên và bà luôn mang theo ở bên mình đôi khi vợ tôi loi ra chỉ vào uh, tráng hỏi anh có ngốc không có biết um, có cái gì trong cái hộp đó không tôi lắc đầu từ trước tới giờ tôi thấy mẹ tôi luôn coi chiếc hộp sắt là như một cái bảo vật tôi chỉ biết có vậy thôi vợ tôi nói cả đời người ai chả có một bảo vật hay chút tiền vàng ở trong tay trong chiếc hộp của mẹ anh chắc chắn là có những cái thứ đó đó tôi vừa nghe vậy tự nhiên thấy động lòng tôi biết nhà ngoại tôi trước kia là một địa chủ giàu có nếu thực sự trong hộp có thứ gì đáng giá đưa mẹ tôi mang theo rồi bị mất hay bị kẻ trộm lấy thì thật là đáng tiếc cho nên tôi vô tình đưa tay ra nói mẹ ơi mẹ đưa cái hộp này cho con xem được không bà lắc đầu giữ khư khư ở bên mình và nhất quyết không đưa cho tôi vợ tôi nhìn thấy vậy cũng lẩm bẩm vài câu hôm đó vợ chồng tôi chưa đưa mẹ đến nhà dưỡng lão. Đến đêm khi mẹ tôi ngủ say, tôi và vợ mới nhẹ nhàng mở cái chiếc hộp ra. Bắt chợt tôi nhìn thấy những vật ở trong đó mà trào nước mắt. Có nghĩa là vợ chồng anh này lén lén ban đêm mở cái chiếc hộp đó ra nhưng mà à, ngày mai mới là ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó mới là đưa bà cụ vào trong uh, viện dưỡng lão. Thì uh, tại vì sợ cái bảo vật để trong cái cái hộp nhỏ mà để mất thì thì cũng rất phải tiếc không các bạn ha khi mà vợ chồng của anh chàng này mở cái hộp ra và thấy những cái cái đồ vật ở bên trong thì trào nước mắt hôm sau vợ chồng tôi cũng không đưa mẹ tôi đến viện dưỡng lão và kể từ đó về sau chúng tôi cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa À, mà tại sao vậy thì chúng ta cùng với nhau chia sẻ trong chiếc hộp sắt không phải cất giữ tiền cũng không phải vàng mà là một nhúm tóc tơ và vài chiếc răng sữa bên trong còn có một tờ giấy ghi lại thời gian tôi thay răng và lần đầu tiên cắt tóc ở quê tôi có một phong tục đó là răng sữa và tóc tơ của con cái thì không được phép vứt đi mất nếu không giữ cẩn thận đứa trẻ đó sẽ ốm yếu triền miên và chết yểu mẹ có già mẹ có lần mẹ có thể quên đi hết mọi thứ trên đời quên đi cả chính bản thân mình nhưng tình yêu dành cho con thì vẫn luôn hiện hữu trong trí nhớ của người mẹ con chính là cả cuộc đời của mẹ cảm ơn tất cả các bạn đã cùng với mình chia sẻ và xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau.